Ngọc Thủy rất là vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là hôm nay quý vị có đoán được Ngọc Thủy đang muốn chia sẻ về chủ đề gì không ạ? À? Vâng, thưa quý vị, chỉ một câu hỏi nho nhỏ dành cho tất cả chúng ta thôi, là không biết là có bao giờ quý vị rơi vào cái tình trạng là phải đoán cho được đúng ý đối phương không ạ? À? Rất là khó khăn để chúng ta phải đoán đúng ý bất kỳ ai đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà hẹn hò nè, ví dụ như là chúng ta phải đoán được làm sao mà bạn gái của mình ngày hôm nay thích ăn gì nè, thích đi đâu đúng không ạ? Mà với cái tính cách là sáng nắng chiều mưa thất thường của chị em phụ nữ á, thì cái việc mà đoán đúng ý của bạn gái mình là một cái việc vô cùng vất vả với cánh mày râu rồi đúng không ạ? À, và thưa quý vị, Ngọc Thủy nghĩ rằng để đoán đúng ý đối phương thì cũng không có khó lắm đâu. Chỉ là chúng ta quan sát chút xíu, chúng ta để ý chút xíu và tinh tế quan sát mỗi ngày thì chúng ta cũng có thể hiểu được là cái người bạn của mình đang muốn gì đúng không ạ? Và một cái mách nhỏ dành cho tất cả quý vị thôi, đặc biệt là trong cái mối quan hệ hôn nhân đi. Thì đối với phụ nữ nha, Ngọc Thủy nghĩ nè, đối với phụ nữ thì cái việc mà phụ nữ thích nhất là người chồng của mình, người bạn đời của mình phụ giúp công việc gia đình, phụ giúp công việc nhà đó thưa quý vị. Thì chắc chắn đó là cái hành động đáng yêu nhất, lãng mạn nhất luôn á. Chắc chắn như vậy luôn á. Và với cái chia sẻ nho nhỏ đó thì Ngọc Thủy nghĩ rằng các ông chồng không cần phải đoán mà vẫn đúng ý đó nha. Là chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều trong công việc nhà, đặc biệt là công việc giặt giũ rất là vất vả và mất thời gian của chị em phụ nữ, khiến cho chị em phụ nữ chúng ta không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Thì ngay bây giờ ngày hôm nay, Ngọc Thủy xin được chia sẻ một cái người bạn rất là đắc lực trong công việc hỗ trợ giặt giũ của các chị em nội trợ gia đình. Thì các cánh mày râu có thể sắm ngay một chiếc về tặng cho vợ mình đúng không ạ? Và sản phẩm ngày hôm nay Ngọc Thủy muốn giới thiệu đến tất cả quý vị đó chính là chiếc máy giặt AWA lồng ngang AWD D950E với hai màu để quý vị lựa chọn, đó là màu trắng và màu vàng kim rất sang trọng quý vị nha. Nửa kia cần gì, máy giặt AWA có hết. Nào bây giờ hãy cùng với Ngọc Thủy chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc máy giặt AWA ngày hôm nay nhé. Let's go! Cái điểm đặc biệt đầu tiên của chiếc máy giặt AWA này mà Ngọc Thủy muốn giới thiệu đó chính là lồng giặt thưa quý vị. Lồng giặt có đường kính rất là to, đường kính siêu lớn luôn, đến 525mm, lớn hơn rất nhiều so với những dòng máy giặt cũ khác nữa. Và với cái kích thước lớn như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng bỏ quần áo vào bên trong và bỏ được rất là nhiều quần áo cùng một lúc nha quý vị. Đây thậm chí là có thể bỏ được những cái đồ cồng kềnh như một cái chiếc chăn bông to như thế này nè, chúng ta có thể bỏ vào luôn rất là nhanh chóng. Đây, rất là gọn gàng đúng không ạ? Hoặc là cả một con thú nhỏ bông quý vị cũng có thể để vào luôn. Với đường kính cửa trong được tăng lên đến 360mm, tăng 12,5% so với những dòng máy giặt cũ. Như vậy có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng lấy đồ ra nè, không có khó khăn như những dòng máy giặt cũ là cửa trong đã nhỏ rồi, lồng giặt cũng nhỏ theo, thì làm sao mà có thể dễ dàng lấy ra được đúng không ạ? Như vậy thì tiết kiệm thời gian và tiết kiệm công sức của chị phụ nữ rất là nhiều. Và đây thưa quý vị, với cái đường kính rộng như thế này của lồng giặt thì sẽ giúp cho cái không gian rơi thả quần áo sẽ dễ dàng hơn, và như vậy thì cái hiệu quả giặt sạch sẽ tối ưu hơn. Và bên cạnh nữa còn một cái lý do nữa thưa quý vị, đó chính là cái lồng giặt của chúng ta được thiết kế hình gối pillow như thế này để giúp cho quần áo không có bị sờn rách nè, không có bị nhầu nát nè và không có bị cũ kỹ nữa. Với những chiếc áo mỏng mà chúng ta thích á, thường là nó được làm từ cái chất liệu rất là mỏng manh, mà chúng ta sử dụng với những chiếc máy giặt thông thường khác á, thì nó sẽ dễ dàng nhau nè, xoắn rối nè đúng không ạ? Như vậy thì không có đẹp chút xíu nào cả. Và với cái máy giặt AWA được thiết kế lồng giặt là hình gối pillow như thế này thì sẽ cải thiện vấn đề đó đến mức tối đa luôn. Và chưa hết thưa quý vị, với cái lồng giặt rộng như thế này thì cái độ rơi thả quần áo phải nói rất là rộng luôn, giúp cho quần áo chúng ta giặt sạch sẽ hơn và không có tình trạng là bị xoắn rối nè, chúng ta lấy ra rất là dễ dàng và tiết kiệm công sức của chị em phụ nữ nữa. Có thể nói là với chiếc máy giặt AWA này thì các đức ông chồng đã đoán đúng ý của vợ mình một cách rất là tinh tế đúng không nào? Rồi, còn gì đặc biệt nữa không nhỉ thưa quý vị? Đây, một cái màu trắng rất là tinh khiết và sang trọng, phù hợp với mọi không gian nhà ở đúng không ạ? Toát lên một cái vẻ ngoài vô cùng hiện đại. Và thêm một cái tích hợp nữa thưa quý vị, đó chính là tính năng Smart Duo Spray được tích hợp trong chiếc máy giặt AWA này. Nó sẽ tạo ra nhiều cái dòng nước liên tục phun ra ngoài và làm sạch toàn bộ cái mặt cửa trong ở đây thưa quý vị. Sẽ cuốn trôi toàn bộ cái sơ vải nè, bụi bẩn ở trên mặt cửa trong và ở trên cái vòng đệm bên trong lồng giặt nữa thưa quý vị. Giúp cho quần áo chúng ta sau khi giặt xong sẽ không có bị bám lại cái bụi bẩn cũng như là cái sơ vải bên trong lồng giặt. Tiết kiệm được thời gian vệ sinh cửa trong máy giặt cũng như là vệ sinh vòng đệm. Thêm một chi tiết nữa, đây thưa quý vị, vòng đệm của
cái máy giặt này ở đây đây thưa quý vị. Vòng đệm ABT được làm từ chất liệu đặc biệt có khả năng kháng khuẩn và chống nấm mốc. Như vậy thì khi mà chúng ta giặt đồ nè, không chỉ là có thể giúp cho quần áo sạch sẽ thơm tho mà còn ngăn chặn nấm mốc bám vào trong quần áo chúng ta, giúp bảo vệ sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình quý vị nha. Rồi bây giờ thì quý vị ơi, chúng ta hãy cùng bấm nút giặt thôi đúng không ạ? Quá là đơn giản và tiện lợi rồi. Ở đây thì quý vị hãy cùng xem cái bảng điều khiển của máy giặt Awa đây ạ. Ồ, quý vị có thấy là cái bảng điều khiển này trông rất là cool không ạ? Rất là dễ thương, chỉ với một cái nút vặn như thế này thôi, quá là dễ sử dụng luôn đúng không nào? Nếu như mà nửa kia của bạn than phiền về hóa đơn tiền điện mỗi tháng thì sao ạ? Thì chắc chắn một điều rằng với chiếc máy giặt Awa ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu có thể giải quyết cái nỗi lo toan đó, bởi vì nó được tích hợp cái công nghệ là DD Inverter có khả năng là tiết kiệm điện tối đa. Ồ, quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Như vậy thì hóa đơn tiền điện mỗi tháng sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Như vậy thì ai mà không thích đúng không quý vị? Và quý vị thân mến, với tất cả những tính năng mà nãy giờ Ngọc Thủy giới thiệu về chiếc máy giặt Awa ngày hôm nay thì có thể nói là giải quyết mọi nỗi lo âu trong gia đình của quý vị, và đặc biệt là thể hiện cái sự yêu thương, cái sự quan tâm vô cùng tinh tế của người chồng dành cho người vợ trong việc là hỗ trợ công việc gia đình, đặc biệt là công việc giặt giũ vô cùng mất thời gian này, để chị em phụ nữ chúng ta có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và làm mọi điều mình yêu thích đúng không ạ? Và với tất cả những tính năng mà ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu về chiếc máy giặt Awa tuyệt vời này, với hai màu để quý vị có thể thoải mái lựa chọn là màu trắng tinh tế và màu vàng kim sang trọng hiện đại, thì có thể nói là giải quyết mọi nỗi lo toan của chị em phụ nữ đúng không ạ? Là một cách rất là tuyệt vời để các đức ông chồng chia sẻ cái gánh nặng công việc gia đình với chị em phụ nữ chúng ta. Và như vậy thì không cần phải vất vả đoán ý nữa mà đoán trúng ý luôn nếu như mà quý vị sở hữu ngay chiếc máy giặt này về tặng cho bà xã của mình đúng không quý vị? Và thưa quý vị, để có thể hiểu thêm về thông tin của sản phẩm, quý vị hãy gọi ngay đến số hotline quen thuộc 1800 585832, hoặc là liên hệ qua website là aquavietnam.com.vn hoặc là fanpage Aqua Việt Nam quý vị nhé. Ngọc Thủy rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.